Công ty công nghệ và thương mại Systech là nhà cung cấp các trang thiết bị phục vụ sản xuất cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả và đảm bảo chất lượng cho các khách hàng thuộc các ngành công nghiệp điện tử, ô tô xe máy, dược phẩm tại Việt Nam. Với 5 mảng sản phẩm chiến lược bao gồm trang thiết bị phòng sạch, thiết bị và giải pháp cho ngành chống tĩnh điện, thiết bị tự động hóa, thiết bị ống khớp nối và hệ thống giải pháp kỹ thuật đa ngành. Cùng với đội ngũ các chuyên gia tận tụy, chuyên nghiệp, 10 năm qua, Systech đã từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ, uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường. Năm 2007, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang được nhiều các công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài đầu tư mạnh mẽ, nhận thấy nhu cầu và tiềm năng trong việc cung cấp các mặt hàng tiêu hao, bộ phận kinh doanh FDI thuộc phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ hệ thống do chị Mạc Thị Thu Hằng là trưởng phòng đã mạnh dạn tách ra để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Systech. Công ty hoạt động độc lập trong lĩnh vực cung cấp thiết bị phụ trợ cho các doanh nghiệp FDI thời điểm đó, trụ sở đầu tiên tại Vĩnh Hồ, Thái Thịnh. Những ngày đầu thành lập ấy ghi dấu không ít khó khăn của hai người phụ nữ Mạc Thị Thu Hằng và Nguyễn Lan Anh, và đứng sau họ là người đàn ông thép Mạc Đăng Khoa. Những ngày đầu thành lập công ty thì là những ngày rất là vui và có nhiều thách thức. Mỗi ngày đều là một ngày mới và có nhiều bài học để học, cũng như là có nhiều cái kiến thức mà được tìm hiểu và được hỏi thêm. Và thời gian đó thì mặc dù có hai người thôi mà chúng tôi làm việc rất là hiệu quả. Làm từ tất cả các công đoạn, từ nhỏ nhất cho đến từ những công việc rất là nhỏ xíu đến những công việc mà quan trọng hơn, và rất là đoàn kết. Thì đấy là khi mà tôi nhớ lại thì tôi luôn luôn cảm thấy vui và tự hào về những ngày đầu tiên đó. Đi lên từ những khó khăn, đến nay Systech đã gặt hái được những thành công đáng tự hào. Bằng chất lượng dịch vụ và sự tận tâm với khách hàng, Systech luôn được đánh giá cao và trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng khó tính như Canon, Brother, Samsung, Panasonic. Systech bắt nguồn chỉ với 2 nhân sự, nhưng đến hiện nay, ngoài văn phòng chính tại Hà Nội, chúng tôi đã có chi nhánh tại Hồ Chí Minh và văn phòng tại Hải Phòng. Khách hàng của Systech trải dài từ Bắc và Nam như tập đoàn Samsung, công ty Canon, công ty Brother và nhiều đối tác khác đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Suốt 10 năm nỗ lực vươn lên, Systech đã được khách hàng ghi nhận là đối tác tin cậy với chất lượng và dịch vụ ngày càng được nâng cấp, hoàn thiện, đặc biệt là năng lực tư vấn về giải pháp chống tĩnh điện, năng lực tư vấn sử dụng các sản phẩm cho phòng sạch và cung cấp các giải pháp về tự động hóa dây chuyền. Có được những thành công như ngày hôm nay, chúng tôi xin được cảm ơn khách hàng đã lựa chọn chúng tôi, luôn tạo điều kiện cho chúng tôi nỗ lực và cố gắng hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn bộ nhân viên đã và đang làm việc tại Systech. Các bạn là những người đã tạo dựng lên Systech của ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các đối tác luôn đồng hành và hỗ trợ chúng tôi hết mình. Từ sản phẩm kỹ thuật đầu tiên là bảng điện tử hay hệ thống điện dây chuyền do một nhóm kỹ thuật thực hiện, nay sau 10 năm nỗ lực tìm tòi, sáng tạo và phát triển, công ty đã có phòng kỹ thuật hoàn thiện, tự mình sản xuất được các sản phẩm như Pathfinder, băng tải. Từ những sản phẩm thương mại đầu tiên như khăn lau phòng sạch, thảm cao su, găng tay cao su, ống khớp nối, hiện nay các dòng sản phẩm đã được định hình một cách rõ rệt. Mảng sản phẩm phòng sạch, mảng sản phẩm chống tĩnh điện ESD, thiết bị phụ tùng thay thế, sản phẩm ống khớp nối phục vụ nhà xưởng và chính thức trở thành nhà phân phối của nhiều hãng lớn như SMC, Shiseido, HBL. Hệ thống tổ chức nhân sự được kiện toàn, chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được tối ưu hóa, kho vận được trang bị hệ thống giá kệ, xe forklift hiện đại, vị trí kho được đặt tại cửa ngõ thuận tiện đi các tỉnh. Đội ngũ nhân viên giao hàng chuyên nghiệp, tận tâm chính là những vũ khí đem lại sự thành công của chúng tôi.
sản phẩm cạnh tranh nhất là sản phẩm ESD. Vì tất cả mọi người biết là bây giờ bên mình có chuyên gia về ESD trong công ty rồi, và cũng đang so sánh về các mặt hàng ESD khá là mạnh mẽ rồi, so sánh với các năng lượng của nhà cung cấp khác tại Việt Nam, cả cũng mức độ của khách hàng nữa, là cái level của bên kiến thức ESD của công ty Systech là khá là mạnh. Và cái Systech là cơ bản là cũng chuyên môn về xuất nhập khẩu, nên cái năng lực để sổ sinh của hàng ESD cũng là mạnh trước rồi. Xác định để có được những sản phẩm mà thị trường tin tưởng lựa chọn, có thể đạt được chất lượng dịch vụ ổn định, thì nhân tố con người và hệ thống quản lý chính là những yếu tố quyết định. Năm 2016, công ty xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý ERP, phần mềm SAP cho toàn bộ hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả công việc và tăng kết nối giữa các phòng ban, giảm thiểu thời gian xử lý công việc, tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Đồng thời, cũng triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Đồng hành cùng công ty đó là những con người tâm huyết, 9 năm, 8 năm, 5 năm và những thành viên mới với những nguồn năng lượng mới. Làm việc bằng tất cả sức mình và tâm huyết cho công việc, Systech đã có cho mình đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp, cầu tiến, và sự đoàn kết cống hiến của từng nhân viên chính là sức mạnh cho Systech ngày hôm nay. Để có một tập thể vững mạnh thì mỗi một cá nhân đều phải có ý chí phát triển bản thân và phải nỗ lực hết mình. Đó cũng là lý do mà một trong ba cái giá trị cốt lõi của Systech đó chính là ý chí phát triển bản thân. Và mình nghĩ rằng là mỗi một cá nhân thành công thì sẽ tạo lên một tập thể thành công. Bên cạnh đầu tư kinh doanh sản xuất thì Systech luôn quan tâm đến việc tạo dựng văn hóa doanh nghiệp. Một trong những điểm sáng tiêu biểu là những hoạt động từ thiện cho cộng đồng, như sự sẻ chia cho các em nhỏ trong các chuyến từ thiện ở Hòa Bình, Lai Châu hay đến đồng bào miền Trung xa xôi lũ lụt. Những nghĩa cử cao đẹp này là một phần để làm nên thương hiệu Systech. Công ty mình là một công ty rất là đoàn kết, mọi người đều sum vầy nhau, đều mỗi người gánh một phần trách nhiệm nhỏ để cho cái cuộc hoạt động ngoại khóa cũng như là ngoài công việc của công ty trở nên thành công. Tôi nghĩ rằng là công ty lên phát triển nhiều hơn nữa những cái buổi ngoại khóa này, bởi vì là tôi nghĩ rằng cái buổi ngoại khóa này thì là nó sẽ tạo sự gắn kết của công ty, sự đoàn kết của công ty, để sau đó chúng ta quay trở lại với cả công việc thường ngày, chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ nhau, sẽ bảo ban nhau cũng như là giúp đỡ nhau trong công việc để đạt được mục tiêu của từng cá nhân, từng nhóm, và cuối cùng chúng ta đạt mục tiêu lớn của công ty chúng ta. Mình thấy là khi ví dụ ngay qua trong các cái hoạt động ví dụ là team building chẳng hạn ấy, khi mà tham gia mọi người làm một nhóm, mọi người cầm tay nhau, mọi người nắm tay nhau ấy, thì đấy là một cách để xúc tiến mọi người gần nhau hơn, có thể là hiểu nhau hơn nữa. Và có thể những cái hoạt động về và là tham gia trong đợt làm đồng chỉnh thương hiệu ấy cũng đã giúp mọi người chia sẻ với nhau nhiều hơn về cái khó khăn trong công việc, hay là mọi người muốn đóng góp, mong muốn như thế nào ấy, thì mọi người đã bộc lộ rất là nhiều trong cái những cái hoạt động đấy. Về phía mình thì cũng hy vọng là mọi người sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa, và hy vọng là phía ban giám đốc thì cũng là sẽ lắng nghe hơn nữa, thấu hiểu hơn nữa. 10 năm hình thành và phát triển, Systech TTC đã có đội ngũ hơn 70 nhân sự năng động, nhiệt huyết, hai chi nhánh Hồ Chí Minh, Hải Phòng, một công ty hợp tác liên doanh với đối tác Malaysia ISV sản xuất, một xưởng hợp tác với đối tác Hàn Quốc GSHCM, mạng lưới khách hàng thân thiết lâu năm lên tới hơn 600 khách hàng, chuỗi nhà cung cấp chiến lược trải rộng theo cơ cấu ngành nghề, sản phẩm. Đồng thời, Systech tiếp tục đầu tư về công nghệ cũng như chất lượng đội ngũ nhân sự, đổi mới môi trường làm việc, ưu tiên sự sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và mạnh hơn nữa, thực hiện đúng sứ mệnh của công ty đã đề ra,
nâng tầm Việt Nam thông qua cung cấp các giải pháp và các hệ thống tốt hơn cho các ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ và cho chất lượng sống bền vững cho cộng đồng. Dù đã vượt qua rất nhiều khó khăn và có những thành công nhất định, nhưng cũng như nhiều người con đất Việt khác, chúng tôi mong muốn được vươn xa, vươn cao hơn nữa, sánh vai với những công ty trong và ngoài nước. Với trí tuệ và tuổi trẻ của toàn bộ đội ngũ nhân viên cùng định hướng của hội đồng quản trị, chúng tôi sẽ đưa Sitech trở thành một trong những nhà cung cấp chuyên nghiệp sản xuất và phân phối các sản phẩm chống tĩnh điện, các sản phẩm dùng cho phòng sạch, cho ngành công nghiệp điện tử, đồng thời cũng là nhà cung cấp các giải pháp tối ưu trong lĩnh vực chống tĩnh điện và tự động hóa dây chuyền. Tôi từng được nghe câu nói như thế này: đến với nhau là sự khởi đầu, giữ được nhau là sự tiến triển, làm việc cùng nhau là sự thành công. Tôi mong muốn được tiếp tục đồng hành và cống hiến với các bạn vì một Sitech chuyên nghiệp và bền vững. 10 năm, đó chỉ là chặng đường khởi đầu trong hành trình vươn dài phát triển, không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn tới những thị trường xuất khẩu thế giới. Chúng tôi tin tưởng và sẽ luôn không ngừng phấn đấu để trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình.